Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn đã trở lại với kênh Amy ngày hôm nay. Hôm nay là Amy sẽ chia sẻ cách các bạn làm ombre pinning quay nha. Ombre bằng mọc treo màu trắng với màu hồng. Bây giờ cái nước lót cái màu hồng này là Amy đã sơn lên xong rồi. Bây giờ Amy cũng chia sẻ với các bạn luôn. Đây là cái loại màu hồng Amy sơn cho cô khách này. Nó gọi là Perfect Summer. Cái số của nó là 116 nha các bạn. Rồi các bạn biết cái loại nước sơn này em mày cũng hiểu sao nó không có cái tên, nó không có cái tên của cái nước sơn đó, nó chỉ có cái màu này, cái hiệu này, cái số number này, các bạn coi rõ giùm em mày. Tại vì em mày mỗi lần em mày order thì em mày có cái history order rồi, nếu mà hết thì em mày vô các cao em mày mua lại cái màu này. Nên nhầm khi các bạn kêu em mày chia sẻ cái nem mà cái loại này nó không có nem, em mày không hiểu sao nữa, nó bán một lần là nguyên một set 6 chai. Là em mày mua một set cho em mày chỉ xài được có một chai này thôi, là cái nước sơn lót ha. Hoặc là tiệm các bạn có những cái màu khách candy ha, những cái màu hồng nào mà nhu nhu như vậy thì các bạn cứ xài, không nhất thiết các bạn phải làm giống em mì. Nếu mà các bạn làm giống em mì thì các bạn kiếm cái loại nước sơn em mì chia sẻ ra là em mì mua ở trên Amazon nha. Cái bước thứ hai thì em mì cho vài giọt Aston vô cái chung này, các bạn nhớ là Aston nha, vài giọt Aston. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cái gel polish này là cái màu trắng, em mình sẽ cho vài giọt vô cái dung dịch Aston này, này cái hiệu đây nè. Cameraman zoom zoom cho rõ dùm để các bạn nói em mình làm mà không có chia sẻ cái gì hết các bạn không biết. Rồi bây giờ em mình cho vài giọt vô cái hiệu màu trắng này, cũng là loại cái hiệu em mình giá fan, em mình xịt ombre luôn. Mình bỏ nhiều hay ít thì tùy mình canh cái lượng tay mình bỏ nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn xịt cho trắng nó đậm chút thì các bạn bỏ cái màu trắng cho nó khá một chút. Tại vì em mì làm clip em mì chia sẻ với các bạn nên em mì sẽ pha cho các bạn coi luôn. Chứ thật sự mà khi em mì làm cho khách trong tiệm á, là em mì đã pha sẵn cái màu trắng sẵn luôn. Khi nào em mì làm ra em mì chỉ đổ ra em mì xịt thôi. Tại vì em mì cũng làm cái loại mà ombre bằng màu treo này đó các bạn, là cũng đã khá lâu rồi, khoảng 3-4 năm nay rồi. Chứ không phải là em mì mới làm đây. Nhưng mà có nhiều bạn yêu cầu em mì coi những cái clip em mì vẽ đó, thấy có cái màu treo ombre các bạn yêu cầu thì em mì chia sẻ với các bạn. Đây là cái dung dịch em mì đã quậy đều vô xong rồi nha các bạn. Rồi bây giờ em mì sẽ cho đổ vô cây súng này. Các bạn thấy cây súng hiệu này em mì mua Amazon luôn, nó có rất nhiều hiệu. Các bạn lên các bạn chọn hiệu hoặc mẫu mã là các bạn thích thì các bạn mua thôi. Nhưng mà em mì mua cái hiệu này nè các bạn. Rồi bây giờ em mì sẽ cho cái dung dịch này vô đây. Rồi bây giờ em mình sẽ đậy nắp lại nha. Cái bước kế tiếp là cái màu treo này đã hơi khô rồi. Bây giờ em mình sẽ dùng một cái bao tay em mình mang vô cái tay em mình nè. Tại vì khi xịt nó ra hơi nó sẽ dính rất là nhiều. Rồi bây giờ em mình sẽ thân cái súng nó lên, các bạn nghe tiếng ồn không? Rồi bây giờ mình sẽ xịt nha. Rồi các bạn coi mình xịt cái trắng nè. Cameraman zoom zoom rõ rõ giùm em mình cho các bạn thấy nha. Đó các bạn thấy rất là đẹp chưa? Rồi em mì đã xong một ngón. Nếu mà tùy theo khách nha các bạn, nếu mà khách muốn xịt đậm hoặc là xịt cái quay nó nhiều hơn cái hồng, cái trắng nhiều hơn cái hồng á, thì mình sẽ đưa cái trắng nó lên chút nữa. Rồi nếu mà bạn nào đã làm nail lâu năm, ngày xưa mình có dùng elbow mà máy bự á các bạn, thì cái xịt này đối với các bạn rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà các bạn phải lưu ý control cái súng sao cho nó ra cái màu trắng, nhưng mà nó phải cái sương mù như vậy nó mới đẹp. Chứ các bạn không biết cái cách mà chỉnh súng với cách xịt thì các bạn xịt ra nó sẽ bị hột nha. Rồi các bạn thấy không, em mình xịt rê lên, ở dưới thì sẽ đậm hơn, còn ở trên nó đi lên là nó sẽ rê, nó mới có cái độ lài của cái ấm rê nó mới đẹp. Rồi đó là em mì đã xong đó các bạn, rất là natural luôn. Bây giờ cái bước thứ hai là em mì sẽ dùng một miếng giấy nha, em mì dùng một miếng giấy quấn vô cái ngón tay như thế này đây. Rồi em mì cho một tí xíu alcohol vô đây cho nó ướt. Rồi em mì sẽ chùi hai bên khóe tay cho cô khách trước khi em mì bỏ vô máy cho hơi treo nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không cho hơi á, thì các bạn không chùi mà các bạn cho hơi á, thì cái màu treo nó sẽ bị dính.
Rồi các bạn thấy không, em mình chùi hai bên nè, chùi cho sạch sẽ nha. Đó, các bạn thấy cái màu hồng này là nhiều cô khách thích cái hồng nó rất là natural luôn, nên em mình chọn cái hồng này. Em mình có nhiều cái hồng lắm, cái hồng để sơn cái bay mình làm mà ombre pin and quay trắng hồng đó các bạn. Có nhiều cái hồng nó tươi hơn, nó đậm hơn, nó dạt hơn. Rồi bây giờ tới bên đây cũng vậy, các bạn thấy cái súng này mình chỉnh nó ra cái hơi rất là đẹp không, nó không có bị hợp. Cái này thì nó rất đơn giản, nó dễ làm lắm các bạn, nhưng mà đẹp hay xấu là do các bạn điều khiển cái súng thôi. Giống như ngày xưa các bạn làm ống rê mình xịt, có nhiều bạn xịt cái fan nó hay bị nứt lắm. Các bạn thấy không, cái chỉnh cái mình điều khiển cây súng thôi chứ cái rất là dễ làm. Rồi cái này các bạn thấy cái trắng nó lai lên trên không, có cái nó hay ồm với nó bay ra. Rồi đã mì đã xong luôn. Rồi bây giờ mình làm mình phải lưu ý các bạn nha, sau khi xịt hết hai tay em mì để vô coi cái đậu trắng nó có tương đồng với nhau không. Nếu ngón nào mà nó hơi dợt hơn á thì mình sẽ dặm lại lần thứ hai cho nó đều á các bạn. Để nhầm khi mình xịt bằng tay mà có khi ngón đậm ngón dợt thì nhìn nó sẽ xấu. Còn nếu mà nó đều rồi thôi thì mình bỏ vô hơi thôi. Hoặc là nếu mà khách mà muốn mà trắng nữa thì mình sẽ xịt lại lần thứ hai thì nó sẽ cái trắng nó sẽ đậm hơn. Đó, câu khách này của em mì thì thường khi em mì làm thì chỉ xịt như vậy thôi, nên em mì không có xịt ở lần thứ hai nha các bạn. Cái trắng mà đậm hay dạt là do mình thôi, mình điều khiển cái súng mình xịt nhiều xịt ít thôi. Rồi các bạn thấy hai bàn tay nè nó tương đồng với nhau rồi, không có một ngón quá đậm, cái trắng quá đậm, không có một ngón quá lạt. Cái trắng nó cũng có chớn, nó cũng tương đối bằng nhau rồi, nên em mì không cần chỉnh sửa gì hết. Nói chung em mì xài cái này cũng khá lâu rồi nên mình cũng có kinh nghiệm đó các bạn. Bây giờ em mì cho hơ cái bàn bên đây. Rồi, các bạn thấy tại sao mì phải mang bao tay, các bạn thấy cái hơi nó ra nó dính nè, nó rít dữ lắm tại vì màu keo. Rồi bây giờ em mì sẽ tháo bao tay ra. Các bạn nhớ là pha cái màu trắng với dung dịch acetone nha, chứ bạn pha với alcohol là không có quét nha các bạn. Rồi bây giờ đây là các bạn biết em mì chia sẻ các bạn, tại vì em mì làm cái ombre bằng màu keo này em mì làm rất lâu rồi, tiệm em mì làm rất lâu rồi, mấy năm nay là em mì xài không biết bao nhiêu cây súng loại vậy rồi đó các bạn, chứ không phải mới đây. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng là em mì sẽ bỏ thớp keo lên cho cô khách này nha. Sau khi mà bỏ thớp keo lên các bạn thấy không, cái trắng nó đi nó rất là mịn, nó đi lài lên với cái màu hồng nó mít vô rất là đẹp. Các bạn nhớ lưu ý nha, chỉnh làm sao, xịt làm sao, đừng cho nó bị hột, các bạn thấy không? Cái móng này mình xịt ra nó rất là đẹp, nó không có hột, giống như là mình đắp bột vậy đó. Cái thứ hai, cái lợi thế của này các bạn là rất nhiều khách thích mà họ không cần phải làm bộ mới mỗi lần lại tiệm em mì. Nếu mà các bạn làm ombre bằng màu bột á, thì kỳ sau khách muốn đổi màu khác là bắt buộc phải chạy ra hết cái màu đó, làm lên cái màu khác. Còn em mì chỉ dùng bột thường, bột clear thôi. Là mình có thể là làm ombre tất cả các màu luôn. Có thể các bạn khách chọn màu hồng đi với màu xanh, hay là màu cam, màu gì cũng được, hay trắng hồng, bất cứ màu nào em mì làm cũng được hết. Rồi bây giờ hôm nay là em mì chia sẻ với các bạn cách làm ombre nhanh gọn lẹ mà nó móng nó lại được giữ lâu nữa nha các bạn, nó giữ lâu như màu keo của mình vậy, không có bị bong tróc đâu. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.